Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ có những tin chính sau. Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. 21 phạm nhân được giảm án tha tù trước thời hạn có điều kiện nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát hiện vụ nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc. Cuối chuyên mục là phóng sự và trần thủ đoạn cho vay nhanh không cần thế chấp. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Cụm thi đua số 3 Khối xây dựng lực lượng, hậu cần trực thuộc Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm 2018. Bám sát kế hoạch, mục tiêu, nội dung thi đua do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, xây dựng triển khai nhiều chương trình kế hoạch, biện pháp thực hiện các mặt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức cán bộ, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác hậu cần. Ở từng lĩnh vực công tác, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong 6 tháng cuối năm 2018. Hòa với những thành tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Thế vận hội ASEAN đang diễn ra tại Indonesia, người hâm mộ bóng đá thành phố Đà Lạt đã mang theo cờ tổ quốc, kèn trống ra đường ăn mừng. Tại các khu vực trung tâm như vòng xoay trước chợ Đà Lạt, quanh bờ hồ Xuân Hương, người dân tụ tập tuần hành. Công an thành phố Đà Lạt đã huy động các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường. Theo ghi nhận, các hoạt động cổ vũ ăn mừng của người hâm mộ diễn ra trong an toàn, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Nhân dịp 73 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng và Trại giam Đại Bình Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 21 phạm nhân. Những phạm nhân được xem xét tha tù trong đợt này đều là những người đã giảm thời hạn, chấp hành án phạt tù, phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và xếp loại chấp hành án phạt tù từ loại khá trở lên. Đợt đầu tiên xét tha tù có điều kiện cho các phạm nhân, hai đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là thay đổi hình thức quản lý từ chấp hành án trong trại giam sang chấp hành án tại cộng đồng xã hội, chịu sự quản lý, giám sát của địa phương. Đây là biện pháp hoàn toàn mới, lần đầu tiên được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam, thể hiện ý nghĩa nhân văn của pháp luật. Vừa qua, Công an thành phố Đà Lạt đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng nông sản của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hiệp tại đường Từ Phước, gần chợ đầu mối nông sản Đà Lạt và bắt quả tang chủ cơ sở đang cho người nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc để giống với khoai tây Đà Lạt. Tại hiện trường, có khoảng 4 tấn khoai tây Trung Quốc, trong đó có một lượng lớn khoai tây Trung Quốc đã được khoác áo đất đỏ Đà Lạt, cùng với các tang vật như máy trộn, đất đỏ để nhuộm khoai. Bà Hiệp khai nhận, việc nhuộm đất đỏ vào khoai là làm theo đơn đặt hàng của các đầu mối tại chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoai tây Trung Quốc sau khi được mặc áo cho giống với khoai tây Đà Lạt sẽ được bà Hiệp xuất bán với giá 8.500 đồng 1 kg, thấp hơn rất nhiều so với mặt hàng cùng loại được trồng tại Đà Lạt. Mỗi tháng, cơ sở này cung cấp từ 6 đến 12 tấn khoai tây Trung Quốc đã nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho các chợ đầu mối tiêu thụ. Công an huyện Đức Trọng vừa khởi tố hai đối tượng, Nguyễn Tấn Phúc, 28 tuổi, trú tại 49C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Đà Lạt, và Lê Thị Huyền Linh Thảo, 36 tuổi, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 23 tháng 7 năm 2018, Phúc, Thảo và một cặp nam nữ khác thuê phòng 112 khách sạn New Gold ở thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra phòng trọ, Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện trong áo khoác của Phúc có 50 viên nén ma túy tổng hợp và 16 gói ni lông chứa ma túy đá. Trong túi sách của Thảo có 24 viên nén ma túy tổng hợp và 5 gói ni lông chứa ma túy đá. Cả Phúc và Thảo đều thừa nhận tàng trữ ma túy để sử dụng. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 24 tháng 8, quán bia tươi đang trong quá trình xây dựng tại số 34 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt, khói bốc lên nghi ngút. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã điều 10 lượt xe chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy,
trong đó có 2 xe thang. Lực lượng chữa cháy đã phá tường kính phía trước để đưa vòi xịt nước vào phía trong. Do quán đang trong quá trình hoàn thiện, cách âm bằng những vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Cạnh quán có nhiều khách sạn cao tầng nên nguy cơ cháy lan cao. Đến 8 giờ cùng ngày, đám cháy mới được cơ bản dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ nội thất trong quán bia, trong đó có dàn âm thanh hiện đại trị giá nhiều tỷ đồng đã bị hư hỏng. Toàn bộ hệ thống điện tại đường Nguyễn Chí Thanh bị cắt. Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Ngày 22 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Ngân trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, tạm trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 8, Ngân cậy cửa thông gió vào hai phòng làm việc của Chi cục Văn thư Lưu trữ Lâm Đồng, số 8 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt, lấy một máy tính, một máy quay phim, một điện thoại di động, một sợi dây chuyền và một nhẫn vàng, sau đó đưa đi bán được trên 10 triệu đồng. Tiến hành điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ Ngân khi Ngân đang lẩn trốn tại phòng trọ. Qua đấu tranh, Ngân còn khai trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm lấy được nhiều tài sản gồm laptop, điện thoại di động và nhiều tiền mặt tại Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Đà Lạt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Phòng Công chứng thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng. Được biết, Ngân mới chấp hành xong án phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 10 năm 2017. Vừa qua, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng: Nguyễn Thế Phong trú tại tỉnh Bình Dương, Lê Ngọc Tuấn trú tại tỉnh Bình Thuận, Bùi Minh Hiếu trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua tin báo của người dân về việc bị mất một máy xúc tại công trình đang xây dựng thuộc thị trấn Lộc Thắng, Công an huyện Bảo Lâm đã điều tra và triệu tập các đối tượng Tuấn, Hiếu, Phong để làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lấy trộm máy xúc và dùng xe tải để trở về tỉnh Đồng Nai bán được 120 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Được biết, Phong có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2017 và hiện đang bị Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tạm giam để điều tra về một hành vi trộm cắp tài sản khác sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tại Lâm Đồng. Ông Nguyễn Thành Được, 64 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ông Được có hơn 3 năm phục vụ trong quân đội. Tháng 6 năm 1978, ông về phục viên. Đến năm 1985 thì chuyển cả gia đình từ Nam Định vào thành phố Bảo Lộc để sinh sống. Do nhà bị hỏa hoạn, cháy hết giấy tờ, nên năm 2005, ông Được đã nhờ một người làm giả các giấy tờ như quyết định phục viên, giấy xác nhận, chứng nhận có thời hạn tham gia quân đội, giấy chứng nhận khen thưởng và một huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất. Năm 2007, ông Được đã dùng những giấy tờ giả này để xin hưởng chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chế độ cho hai người con của ông được hưởng chế độ con đẻ của người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, ông Được đã khai gian phần lý lịch tham gia quân đội từ năm 1963 đến năm 1976, đồng thời sửa năm sinh từ năm 1954 thành năm 1946. Ngoài ra, ông Được còn nhờ người làm giả các loại giấy tờ cho vợ là bà Đinh Thị Lân được hưởng chế độ thanh niên xung phong và chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trên cơ sở các giấy tờ này, ông Được đã qua mặt các cơ quan để nhận các chế độ tại Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận từ năm 2007 đến năm 2016 với tổng số tiền là trên 560 triệu đồng. Ngoài bản án 9 năm tù giam, ông Được còn bị buộc phải hoàn trả lại cho nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan như bà Lân, ông Nguyễn Văn Thành, người làm giả các loại giấy tờ cho ông Được để không bỏ lọt tội phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng hoạt động tội phạm tín dụng đen diễn ra phức tạp dưới hình thức cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính, xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng, cục điện, quán nước, từ thành thị đến nông thôn, gây nhiều bất ổn cho xã hội. Chủ các đường dây cho vay đa phần là giang hồ phía Bắc đến địa bàn, cấu kết với các đối tượng hình sự tại chỗ, lập thành băng nhóm, có nơi còn lập cả công ty, cửa hiệu. Đấu tranh với loại tội phạm này không đơn giản, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã từng bước triệt phá, vạch trần nhiều thủ đoạn tội phạm nguy hiểm của loại tội phạm tín dụng đen. Hai trăm năm mươi sổ hộ khẩu, gần 400 chứng minh thư nhân dân,
370 giấy vay nợ tiền, 104 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm tờ rơi, các đít quảng cáo cho vay tiền, hàng chục quyển sổ ghi chép việc theo dõi cho vay và thu nợ. Đó là những tang vật mà Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ của 3 nhóm gồm 7 đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Trong số 7 đối tượng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi hoạt động tín dụng đen, có đến 5 đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội đến Lâm Đồng hành nghề cho vay nặng lãi. Các đối tượng thuê 2 ngôi nhà, 42 Ngô Thị Nhậm phường 1 và 43B Nguyễn Thái Bình phường 2 thành phố Bảo Lộc để tạm trú và hoạt động cho vay tiền. Đối tượng cho vay và người vay là thỏa thuận với nhau bằng miệng chứ không thể hiện bằng các hợp đồng coi như là theo đúng cái quy định của pháp luật, cho nên công tác phòng ngừa đấu tranh thì gặp rất nhiều khó khăn. Hình thức bọn em làm việc là lấy kiếm khách là bọn em in số điện thoại và là đề là cho vay tiền và dán vào các cục điện và in phát tờ rơi ở ven đường. Thủ đoạn của loại tội phạm hoạt động tín dụng đen thường là núp bóng dưới các công ty, doanh nghiệp đòi nợ thuê, tư vấn cho thuê tài chính, cho vay trả góp nhằm núp bóng để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Tại thành phố Bảo Lộc, ngày 8 tháng 8, Công an thành phố đã tạm giữ 6 đối tượng Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàn, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Chí Trung, Nguyễn Quốc Thanh cùng trú tại thành phố Hà Nội và Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt vì có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can trên để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, các đối tượng đã cho 47 người dân tại địa bàn thành phố Bảo Lộc vay tổng cộng số tiền 2,1 tỷ đồng với lãi suất từ trên 180% đến trên 240% một năm và đã thu lãi gần 500 triệu đồng. Thủ đoạn của nhóm này là dán tờ rơi, phát các virus, đăng quảng cáo trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, trực tiếp thỏa thuận với người vay, lãi suất và hình thức cho vay đến từng nhà để xác minh tình trạng cư trú, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp để quyết định số tiền cho vay. Khi giao tiền, chúng đưa cho người vay tờ giấy nhận tiền chỉ ghi tên người vay, số tiền vay có cộng lãi suất theo định mức rồi giữ bản chính giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác. Khi người vay chậm trả lãi, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn như khủng bố nạn nhân bằng ném mắm tôm, xăng nhớt vào nhà lúc nửa đêm và ép nạn nhân phải sang tên các tài sản có giá trị như nhà, đất, xe ô tô. Tức là cho vay tiền gốc, trả lãi như khách hàng một ngày vay em 10 triệu thì phải đóng cho em 250.000 trong vòng 50 ngày hết cả gốc lẫn lời. Hàng ngày sáng thì cứ tầm từ 10-11 giờ. Em đi thu tầm khoảng 4 giờ chiều là em về. Lãi suất 1 tháng rơi tầm khoảng 15%. Gặp những trường hợp mà đợi xấu mà đợi lâu quá mà không trả thì tụi em có biện pháp là đi ném chất bẩn của nhà người ta. Ví dụ mình ném những cái gì? Dạ, ném nhớt hoặc sơn. Tại Lâm Đồng, các đối tượng hoạt động tín dụng đen nhắm đến để cho vay chủ yếu là người lao động phổ thông, bà con nông dân, buôn bán nhỏ khó khăn, không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính thống. Thời gian gần đây, hoạt động này đã len lỏi về những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻ, Đạ Hoai và chỉ cho vay với khoản tiền nhỏ từ 5 đến 20 triệu đồng, nhưng người vay phải chịu mức lãi suất cắt cổ. Tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi dân trí còn thấp, trình độ hiểu biết pháp luật của bà con còn hạn chế, thì hoạt động tín dụng đen càng nguy hiểm hơn, đã và đang làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự, nên Công an tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các biện pháp để xử lý triệt để loại tội phạm này. Những hình ảnh phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!